Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lá gan lớn lắm, vậy mà lại dám làm phiền tới bổn tôn ngủ sâu. Nhân loại thiên tôn nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Ta muốn ngươi trở thành một phần của bản tôn. Thánh âm này là Chu Yếm. Ta và nó đều là cấp tôn, vì sao? Ta lại có một loại cảm giác bị áp chế. 10 năm nay, rốt cuộc là đã xảy ra những gì? Hiện giờ còn chưa phải lúc quyết chiến với Chu Yếm. Mộc Tử vừa đem sáng thế chi trụ phá hoại. Mục tiêu của chúng ta đã đạt thành rồi. Trước mắt, ta chỉ cần mau chóng rút lui là được. Tinh ngấn thiên tôn, đại danh đỉnh đỉnh, tốc độ như vậy mà lại chậm như vậy. Bản tôn đã đợi phát chán rồi. Nó đã xuất hiện ở trên đường rút lui của ta từ lúc nào vậy? Ngủ sâu suốt 10 năm, tay chân cũng đã cứng ngắc hết rồi. Tỉnh dậy liền có nhân loại thiên tôn tặng đến cửa. Vận khí của ta thật đúng là tốt quá. Nhưng mà thân là đỉnh điểm của yêu tộc, bắt nạt một hạt giống hình như là có chút không hay lắm. Thế này đi, ta đứng yên bất động, nhường ngươi 3 chiêu. Nhường ta 3 chiêu. Người ta đều là cấp tôn, 3 chiêu này rất có thể sẽ quyết định thắng bại đấy. Ngươi đang coi thường ai hả, con khỉ thối? Chậm quá rồi, nghiêm túc chút cho ta. Nhất kỹ thủ đao mà Chu Yếm chăm chút, khiến cho tinh ngấn thiên tôn hoàn toàn tỉnh táo lại. Đại não của cô ta còn chưa nhận thức được nghiêm trọng của vấn đề, thì đã cảm nhận được sự rơi xuống cường liệt. Giống như thân thể bị cả khối tu chân tinh, chính diện đâm đến. Chấn động linh lực mạnh quá, là từ nơi sâu thẳm nhất ở đại lục Bắc Phương yêu thú đại lục truyền đến. Linh khí cuồng bạo và lạ lẫm, chấn lượng cổ nỗ vượt xa thiên tôn mà ta từng gặp. Không phải chứ, không phải chứ, cỗ linh lực này ta quen mức, quá mức quen thuộc, là Chu Yếm. Nói vậy mà lại thức tỉnh rồi. Sáng thế chi trụ ở Bắc Phương là do tinh ngấn tiền bối phụ trách công lược. Cô ấy và Chu Yếm tám thành đã gặp mặt giao chiến rồi. Tinh ngấn tiền bối tính cách kích động, rất có thể sẽ không chịu nổi sự thách thức của Chu Yếm. Chúng ta đã lấy được thắng lợi rồi, rõ ràng chỉ cần rút lui là được rồi mà. Tinh ngấn tiền bối, ta rất nhanh sẽ đến bên cạnh người, nhất định là phải kiên trì đợi ta. Ý, 4 cây sáng thế chi trụ mà bổn tôn cắm xuống, có một cây đã bị phá hoại rồi. Cuối cùng bản tôn cũng biết lý do ngươi không tập trung là gì rồi. Ngươi nghĩ phá được một cây sáng thế chi trụ, kế hoạch dung hợp của bản tôn sẽ thất bại hay sao? Vì vậy trong lòng muốn chạy trốn, cho nên không thể nào toàn lực chiến đấu. Nhàm chán, thật đúng là nhàm chán. Đối thủ đầu tiên, khi bản tôn tỉnh lại vậy mà lại là một kẻ hèn nhát chỉ muốn tránh chiến. Tinh ngấn thiên tôn, ngươi cần nhiều động lực hơn, mà động lực này là do bản tôn ban cho ngươi nhỉ? Tất cả nhân tộc của yêu thú đại lục nghe đây. Đây chính là quảng vực truyền âm của Lộ Diễm Hầu Tôn. Các ngươi tưởng rằng hủy được một cây sáng thế chi trụ thì có thể ngăn được sinh linh dung hợp hay sao? Thật đúng là quá ngây thơ rồi. Bản tôn đã lưu lại hậu thủ. Muốn ngăn cản kế hoạch của bản tôn thì phải đem tất cả sáng thế chi trụ tiêu diệt hết mới được. Ngươi nói cái gì? Tiêu diệt tất cả sáng thế chi trụ, đùa gì vậy? Dự cảm của ta là chính xác. Mọi việc quả nhiên là không hề đơn giản. Nói gì? Lão tử đã chuẩn bị lên đường hồi phủ rồi. Việc quan trọng như vậy, đến để bây giờ mới nói. Xem ra khí thế có chút khác rồi nhỉ. Muốn tiêu diệt sáng thế chi trụ thì phải kích bại ta. Tinh ngấn thiên tôn, ngươi cuối cùng cũng sinh ra chút chiến lý rồi. Theo như ước định của chúng ta, ngươi còn có 2 cơ hội để ra tay. Thử giết chết ta đi. Nếu không sau 2 chiêu, ta sẽ toàn lực hoàn kích đấy. 2 chiêu không cần nhiều như vậy, 1 chiêu là đủ rồi. Nếu như ngươi không phản kích, đứng yên bất động để ta xuất chiêu, vậy thì có 1 chiêu thích hợp để lấy mạng của ngươi. Đó chính là 1 chiêu
Trong chiến kích của ta, có hiệu suất sát tử đơn nhân cao nhất, có thể đem tinh cầu chèn ép thành hòn đá trong truyền thuyết. Toàn thạch tinh cầu, giảo hình thuật.